Xin chào quý vị khán thính giả, tôi là bác sĩ Đô Văn Hội. Hôm nay tôi hân hạnh được trình bày một cái đề tài trong tiết mục à, chính trị và đời sống hàng tuần của chúng tôi. Đề tài hôm nay đó là tử huyệt của Trung Cộng. Như thưa quý vị, như chúng ta đã biết là sau khi Tổng thống Nixon đã mở ban giao với lại Trung Cộng năm 1972, Nhằm mục đích thứ nhất là để chia rẽ cái khối cộng sản khỏi Liên Xô, Trung cộng khỏi Liên Xô. Và thứ hai đó thì cũng tìm cách để mà để giúp đỡ Trung cộng phát triển kinh tế. Thì Trung cộng từ nghèo đói giàu có hơn và phát triển kinh tế nhiều hơn. Và gia tăng các cái công kỹ nghệ cao và sản xuất được những món hàng cho thế giới và xây dựng đường xá cầu cống cao ốc cũng như hạ tầng cho trung cộng và cũng nhờ sự giúp đỡ của, của tây phương mà cả trăm triệu người đã thoát cảnh nghèo đói và trung cộng đã biến thành một cái công xưởng cung cấp đồ uh, tiêu dùng uh, cho thế giới thì chúng ta xét xong cái lý do mà Trung cộng trở nên giàu có như vậy thì nó cũng rất đơn giản và ai cũng có thế. Tôi chỉ xin nhắc lại, đó là nhờ sự giúp đỡ được sự giúp đỡ của Hoa Kỳ cũng như là Tây Phương. Nhưng mà với hy vọng của họ là khi Trung cộng một khi giàu có hơn thì xã hội sẽ cởi mở hơn và đất nước có thể trở nên dân chủ hơn đối với Trung cộng và hoa kỳ mở cửa để trung trung cộng vào làm ăn tự do à, làm ăn tự do với hoa kỳ và học hỏi kỹ thuật rồi bắt trước và các công ty của hoa kỳ đó đến trung cộng cũng đã làm ăn và tạo công ăn việc làm cho người dân của trung cộng sau đó đó là lại phải chuyển giao những cái công nghệ theo cái sự gần như là áp đặt cưỡng bách của trung cộng nhưng mà trung cộng đã dùng mánh khóe à, lừa lọc cũng như là gian lận ăn cắp những cái tài sản trí tuệ mà không phải trả một cái lệ phí nào cả rồi lợi dụng à, cái sự dễ dãi, cái nền dân chủ của Hoa Kỳ cũng như là Tây Phương trung cộng đã gần như là chiếm lĩnh các cái kỹ thuật về à, kinh tế và đôi khi kể cả, cả, cả về quân sự nữa nhưng mà không phải trả một cái thù lao nào cả đấy là một sự hoàn toàn bất công và khi trở nên giàu có đó thì Trung cộng đã có những cái biến đổi đó. À, người ta gọi là ăn cháo đá bát và Trung cộng lại chống lại những cái người đã giúp mình và lấn chiếm thôn tính các cái nước nhỏ ở trong vùng đặc biệt là lấn chiếm cái biển đông bất chấp luật pháp quốc tế bồi đắp À, các cái đảo nhân tạo à, một cách phi pháp cũng như là đặt các cái căn cứ quân sự ở trên biển đông à, ngăn chặn à, các ngăn cấm các cái nước khác à, đánh cá ở trong vùng biển quốc tế cũng như là hải phận của mình à, nhưng mà trung cộng lại tranh giành và đòi đó là cái hải phận của mình à, trong cái vùng được gọi là vùng lưỡi bò gồm có chín vạch một cách uh, bất hợp pháp và tìm cách thống trị thế giới qua những cái cách thức làm ăn dự án cho vay và đưa ta gọi là bẫy nợ đưa những cái nước nhỏ uh, vào cái bẫy và gần như là lệ thuộc uh, với trung cộng và tìm cách uh, thống trị thế giới qua một cái dự án được gọi là một vành đai một con đường và trung cộng đã đứng về phía với lại cái những cái các nước kêu là các cái nước độc tài và những nước độc tài đó đàn áp cái nhân dân của họ để mà tạo thành cái vây cánh thì đặc biệt thì trung cộng đàn áp những cái dân tộc như tây tạng cô lập bỏ tù trên một triệu người hồi giáo ở tại tân cương và chống lại các cái luật pháp ở trên thế giới và xem nhân quyền cũng như là luật pháp quốc tế không có cái giá trị gì cả nhiều nước ở trên thế giới trong đó có hoa kỳ các nước âu châu đã không tìm cách chống lại những nguy cơ cũng lơ như là những cái bất hợp pháp của trung cộng bởi vì sợ mất quyền lợi làm ăn ở tại trung cộng đó là những cái sai lầm to lớn của Hoa Kỳ cũng như là các nước ở Tây Phương. Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi mà ông Donald Trump đã đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2016. Thì Tổng thống Trump cùng với lại nội các của ông đã đưa ra cái chiến lược an ninh quốc phòng và xem Trung Cộng, Nga, Iran là những cái đối thủ nguy hiểm quan trọng nhất ở trên thế giới hiện nay cần phải đối đầu và hoa kỳ cũng như là các cái nước đồng minh đã mở ra các cái thế trận à, như sau thứ nhất là về mặt kinh tế thì hoa kỳ cũng đã phát triển kinh tế và nhất là ở nước mỹ đồng thời à, đã có ký lại các cái thương ước với lại các cái nước đồng minh thứ hai là thương chiến đó Hoa Kỳ đã áp thuế lên Trung Cộng để buộc có một cái sự công bằng hơn về những cái hàng hóa mà Hoa Kỳ đã nhập cảng và nhập từ Trung Cộng. Và cái cuộc thương chiến này á nó đưa đến những cái nhược đưa thấy được nhược điểm của Trung Cộng. Bởi vì Trung Cộng ăn miếng trả miếng chỉ chỉ có trả đúa được khoảng 900 tỷ Mỹ 90 tỷ Mỹ kim, trong khi thì Mỹ có thể lên tới 300 tỷ Mỹ kim hoặc là có thể hơn. Vấn đề an ninh mạng và vấn đề kỹ thuật Hoa Kỳ đã siết chặt cái an ninh mạng vì thế mà đã cấm công ty Huawei Vi làm ăn với lại các cái công ty của Mỹ. Về chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương thì Hoa Kỳ cũng đã mở cái cái chiến lược này để mà đối đầu lại với cái con con dự án một vành đai một con đường của Trung Cộng và hoa kỳ cũng đã mở cái mặt trận kêu là chống iran ở tại trung đông và đã tạo nên cái căng thẳng gần đây và nhất là ở vịnh ba tư và đã yểm trợ do thái đồng minh trí cốt của mỹ ở tại trung đông và nhờ do thái và cũng đã kềm chế được cái sự hung hăng của các nước ả rập thù ghét với lại do thái và một cái mặt trận khác đó là mặt trận năng lượng Hoa Kỳ đã hiện nay đã trở thành gần như là một cái nước sản xuất dầu hỏa lớn nhất ở trên thế giới à, trước đây Hoa Kỳ cũng đã lệ thuộc vào Opec và đã chịu rất chịu ảnh hưởng rất nhiều nhất là năm 1972 73 vì thế Hoa Kỳ phải rút khỏi chiến tranh Việt Nam để mà giải quyết vấn đề năng lượng ở bên Trung Đông nhưng mà hiện nay thì đã hoàn toàn thay đổi và Hoa Kỳ cũng đã bảo vệ à, An ninh ở cái vùng Nam Mỹ như chúng ta đã biết là hiện tại là đang có những cái tìm cách để mà thay đổi cái chế độ ở Venezuela và Hoa Kỳ cũng củng cố sức mạnh quân sự của các cái đồng minh ở Âu Châu cũng như là các cái đồng minh ở Á Châu đấy là một số những cái mặt trận mà Hoa Kỳ đã mở ra hiện nay và qua cái cuộc thương chiến giữa Trung Cộng và Mỹ cũng như là cái vụ mà cấm vận hoa Vi đó thì đã để lộ ra rất là những cái lực nhược điểm rất là lớn đó là những cái từ điểm của Trung Cộng à, chúng tôi liệt kê một số điểm như sau thứ nhất là Trung Cộng hoàn toàn thiếu những cái nền tảng căn bản à, của một cái công nghệ cao à, và họ Trung Cộng đã phải dựa vào những cái sản phẩm của các cái công ty của Hoa Kỳ cũng như là các nước Tây Âu ở trên thế giới. Vì thế nếu mà cấm vận, Hoa Kỳ cấm vận thì chắc chắn các cái công ty của Trung Cộng sẽ gặp trở ngại. Và khi Hoa Kỳ cấm vận Hoa Vi đó, dùng sản phẩm của Mỹ đó thì Hoa Vi có thể bị phá sản hoặc là gặp rất nhiều khó khăn. Nếu mà có muốn tự cung cấp cho mình trong tương lai thì cũng phải tốn ít nhất là 10 năm nữa. Và cái chính sách độc tài toàn trị cũng như là vô pháp luật, không tôn trọng pháp luật ở trên thế giới đã hoàn toàn đi ngược lại với các cái tiêu chuẩn tiêu chuẩn quốc tế. Và Trung Cộng đã bị cô lập hầu hết ở trên thế giới và Trung Cộng đã chỉ có làm ăn dựa vào một số nước, nước lớn thì có Nga nhưng mà Nga thực sự ra nền kinh tế của Nga hiện nay cũng phải nói là rất là kiệt quệ bởi vì do cái sự cấm vận của Tây phương và đặc biệt là Nga cũng không có những những cái sáng kiến về công nghệ cao để làm thế nào để phát triển kinh tế, do đó Nga cũng không giúp gì được với Trung cộng. Và ngoài ra đó thì ngoài cái vũ khí của quân sự của Nga, nhưng mà về cái năng lượng thì trước đây Nga đã dùng năng lượng để mà chèn ép Âu châu. Nhưng hiện nay đã thì nó đã hoàn toàn thay đổi và trung cộng chỉ làm bạn với lại những cái nước độc tài à, nhưng mà lại lại nghèo đói à, còn sót lại cộng sản còn sót lại như bắc hàn cuba syria à, chế độ độc tài maduro của venezuela thì những cái nước đó chẳng chẳng giúp gì cho trung cộng cả nhưng mà hiện nay là đồng minh của trung cộng rồi à, dân số đó thì của Trung Cộng là quá đông là tới 1 tỷ tư người à, do đó cái GDP tức là cái thu nhập bình quân hàng năm đầu người đó là chỉ còn rất thấp là 16.700 đô la trong khi đó nước Mỹ hiện nay là 59.500 đô la một năm và so với GDP của nước Mỹ đó, thì Trung Cộng cũng còn rất là xa có thể là hơn các nước khác nhưng mà so với với nước Mỹ thì cũng không có à, cũng còn còn lâu mới có thể vượt qua được về quốc phòng đó thì cái ngân sách à, của trung cộng không có thấm gì đối với ngân sách quốc phòng của Mỹ hiện nay là 719 tỷ à, 716 tỷ đô la và qua năm 2020 thì có thể là gia tăng hơn nữa và hải quân trung cộng thì so với hải quân của à, chỉ nói nước Mỹ không đó, thì cũng không có đáng gì cả à, về quân đội đó chỉ chỉ có cậy vào số đông còn về mặt kỹ thuật thì cũng chỉ là sao chép và ăn cắp thôi nhưng mà chưa có được à, thực sự ra thì chỉ phô trương thế thôi còn thực chất thì không có cái gì đáng là quan ngại về kinh tế đấy thì à, trung cộng như hôm nãy chúng ta nói đó là chỉ dựa vào những sản phẩm của các cái quốc gia tiên tiến khác chứ không có tự mình đưa ra được những cái sản phẩm căn bản để làm nền tảng cho những cái sản phẩm của mình. Các công ty cũng như là các cái định chế về tài chính, về quốc tế ở cái tầm vóc ở trên thế giới là không có, không thể nào so sánh nước Mỹ được ngoại trừ cái quyền kêu là quyền phủ quyết, cái đó đã làm phá hoại cái sự cái nhiều cái tiến trình hòa bình ở trên thế giới và vũ khí đất hiếm đó mà trung cộng dự tính để làm à, cho là độc quyền à, để làm một cái vũ khí chống lại nước mỹ đó hiện nay thì hoàn toàn đã không còn giá trị nữa à, và nó tóm lại thì qua cái cái cái, cái thương ước cái thương chiến cũng như là cái chiến chiến lược an ninh quốc gia đó thì trung cộng phải lựa một trong những hai giải pháp À, cái giải pháp thứ nhất đó là trung cộng buộc phải à, lựa theo những cái điều kiện của Hoa Kỳ và tôn trọng những cái tác quyền và trả tiền à, những cái tác quyền thứ hai là bãi bỏ áp chế à, đòi à, chuyển giao à, công nghệ à, thứ ba là thương mại phải công bằng phải mở cửa à, tôn trọng à, WTO và à, thể chế dân chủ à, tôn trọng thể chế dân chủ pháp quyền tôn trọng nhân quyền dân quyền và tôn trọng cái chủ quyền của quốc gia nhất là ở biển đông tôn trọng cái luật quốc tế về biển đó là UNCLOS và thành thật trong cái giao dịch quốc tế và pháp luật có nghĩa là hoàn toàn là thay đổi cái chế độ hoàn toàn là phải gần như là trở thành một cái nước dân chủ ở trên thế giới À, để nếu mà tiếp tục muốn được sự hiện diện cũng như là sống hòa bình ổn định ở phồn Nhơn thì chắc chắn điều này tập cận bình không thể nào lựa chọn. thì cái còn cái giải pháp thứ hai đó là gì? cô lập và tự mình cung cấp các phương tiện năng lượng cho mình à, và bất chấp tất cả những cấm vật ở trên thế giới thì chúng ta sẽ thấy thì tương lai của trung cộng sẽ như thế nào? Nhưng thưa quý vị. À, chương trình hôm nay đến đây là chấm dứt xin hẹn đến quý vị là tuần tới kính chào toàn thể quý vị